Giao thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã tê liệt nhiều km vì vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 5 tháng 2 năm 2023. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ cùng ngày, xe tải do một tài xế 30 tuổi ở tỉnh Trà Vinh cầm lái đang chạy theo hướng từ tỉnh Tiền Giang đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn km 24, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thì xe tải bất ngờ tông trúng xe máy do một người đàn ông 61 tuổi ở tỉnh Cà Mau cầm lái đang chạy ngược chiều trên làn đường số 1. Sau cú tông mạnh, xe máy vỡ nát, người lái xe máy văng vào làn dừng khẩn cấp chết tại chỗ. Do xe tải nằm trên làn đường số 1, xe máy nằm trên làn đường số 2 và nạn nhân nằm trên làn dừng khẩn cấp, nên giao thông trên cao tốc đã tê liệt hơn 5 km. Nhận được tin báo, lực lượng thuộc đơn vị quản lý đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn. Trong thời gian qua, nhiều tài xế thường xuyên bức xúc khi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thường có rất nhiều xe máy, xe mô tô phân khối lớn, xe đạp và người đi bộ thường xuyên chạy vào tuyến đường này mà không thấy lực lượng chức năng xử lý. Cũng theo nhiều tài xế, từ khi tuyến đường này ngừng thu phí thì không còn lực lượng bảo vệ túc trực ngay trạm thu phí để ngăn xe máy lưu thông vào. Đa số những xe máy lưu thông vào làn đường cao tốc này là do chạy theo Google Maps trên điện thoại, mặc dù ngay trạm thu phí ở hai đầu đường cao tốc có biển cấm xe máy lưu thông vào.